anh bắt đầu không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo rồi đúng không? Giống hình củ lạc. Giống hình củ lạc đúng không? Lạc lược uống bia. Lạc lược. Trải chiếu ngồi ăn lẩu đây xong mở cửa ra không khác gì ở quê luôn. Quê xịn thế. Thổi vào đây quê. Bên trong có hai chú gấu. Úp, xin lỗi đã làm phiền. Thử thách Dell Apple Vision Pro review căn hộ chuẩn Nhật cao cấp bắt đầu. Có một cặp cái không gian sàn nâng Kamachi nhá. Ngồi nhìn thấy cả rõ chất liệu luôn. Ứng dụng công nghệ trong thiết kế nó lợi hại thật đấy. Tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Đường keo PUR ở cái phần cạnh này và gần như là chúng ta không nhìn thấy. Giống như là một cái miếng gỗ tự nhiên ấy, mà chúng ta phạt từ một cái thân cây ra, nó rất là liền mạch. Xin chào, chúng ta đang cùng quay trở lại với Nhà F. Ngày hôm nay thì Khánh Linh và anh Tiến Duy lại đang có mặt tại khu tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng chuẩn Nhật Swan Lake Onsen Eco Park. Và khi mà nhắc đến nhà kiểu Nhật thì chắc hẳn là mọi người sẽ không thể nào mà quên được một đơn vị thiết kế và thi công rất là nổi bật, đó chính là Raimu Home. Và Nhà F thì cũng đã từng có cơ hội được tham quan, review và trải nghiệm những căn hộ, những công trình được thiết kế và thi công với một cái mức chi phí phải nói là cực kỳ phải chăng. Ví dụ như là những căn có diện tích khoảng 60 đến 80 mét vuông được hoàn thiện với mức chi phí là 300 đến 400 triệu thôi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá một căn hộ nữa vừa mới được hoàn thiện bởi Raimu Home. Và căn này thì sẽ có mức đầu tư nhiều hơn, ở phân khúc cao hơn. Và phải nói rằng ấy là ở một cái khu mà nó mang đậm phong cách Nhật như thế này mà chúng ta lựa chọn một căn hộ có thiết kế Nhật để làm căn hộ nghỉ dưỡng thì còn gì tuyệt hơn, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trải nghiệm và khám phá căn hộ lần này của Raimu Home. Hãy cùng theo dõi chúng tôi nhé. Xin mời. Ôi, Khánh Linh ơi, em có nhìn thấy không? À, mà là sao em nhìn thấy được? Là sao em nhìn thấy cái được? Chỉ có mỗi anh nhìn thấy thôi. Anh đang được đứng ở bên trong một căn phòng nhá, mà đã được thiết kế hoàn thiện rồi. Nói chính xác hơn là một căn hộ này. Ở đây tự nhiên anh thấy là có một cả một cái không gian sàn nâng Kamachi nhá. Có cả cái gì đây? Bàn trà nâng hạ này. Xong rồi bên này nhá là có một cái tủ đồ khô này. Thế xong ở đây là bếp này. Bếp này, xong rồi khu vực bàn ăn này. Ủa, nhìn thấy cả rõ chất liệu luôn, nhìn thấy rõ một một luôn này, chất liệu gỗ này, sáng màu ấy. Mà thích quay đâu là cái này nó sẽ điều chỉnh theo cái hướng của mình quay để cho mình gọi là lạc vào bên trong cái căn phòng đã được thiết kế hoàn chỉnh. Anh bắt đầu không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo rồi đúng không? Hóa ra là mình đang đứng ở bên trong một căn phòng y hệt như thế luôn à? Chính là nó. Đúng là công nghệ. Chính xác. Và nếu như mọi người đang quan tâm ấy, thì đây chính là công nghệ mới nhất được Raimu Home đưa vào trong những cái dịch vụ dành cho khách hàng của mình. Để cho khách hàng có thể có những cái trải nghiệm và những cách tiếp cận tốt hơn, để có thể dễ dàng hình dung cũng như là có thể cảm nhận được cái không gian một cách rõ ràng và chi tiết nhất, thực tế nhất. Như kiểu là mình đã được quan sát trước kết quả thực tế của ngôi nhà với kính thực tế ảo Apple Vision Pro. Cực kỳ đỉnh luôn. Công nhận bây giờ mà ứng dụng công nghệ trong thiết kế nó lợi hại thật đấy. Mình đeo cái kính này vào nhá là mình lạc trong cái thế giới thực tế ảo VR mà chiếc kính này nó mang lại. Chính xác. Và đấy, như lúc nãy mình có chia sẻ với mọi người là đây, để ở đây đã, là mình có thể đi bộ ở trong cái căn phòng đã được thiết kế hoàn chỉnh. Và lúc nãy nó được thiết kế nhá, giống hệt như ở bên ngoài này. Thực ra là bây giờ bên ngoài hoàn thiện là giống như thiết kế. Đúng rồi. Giống như thiết kế đây. Ở đây anh cũng thấy là chỗ này là không gian sàn nâng Kamachi này. Ở phía bên này đúng là một cái tủ đồ khô như thế này luôn. Bếp cũng ở đây, bàn ăn cũng hệt như thế này. Các chất liệu thì sao? Các chất liệu y hệt, không khác gì cả, màu nó giống như thế luôn, không khác một chút gì cả. Đấy, công nhận là hay thật. Và cái này là một trong những điểm rất là đặc biệt của Raimu Home. Khi mà mọi người trở thành khách hàng của Raimu Home thì trước khi mà mọi người nhận hoàn thiện của căn hộ nhá, thì mọi người sẽ được xem qua thiết kế chi tiết này, bố trí mặt bằng công năng như thế nào này, rồi cái vật liệu mà Raimu Home lựa chọn ở trong cái căn hộ tương lai mọi người như thế nào là mọi người sẽ được xem trước luôn. Đấy, rất đúng yên tâm. Là công nghệ bậc nhất luôn đấy nhỉ. Chưa hết nhá, mọi người có biết đây là cái gì không ạ? Đây không phải là mã QR để chuyển tiền đâu. Đúng rồi, mà đây chính là mã QR để cho chúng ta thấy được cái bộ hồ sơ thiết kế, hay còn nói cách khác là cái bản vẽ thiết kế 3D của căn hộ ngày hôm nay. Đây, mình chỉ cần một cái thao tác rất là đơn giản thôi, mình quét cái mã QR code này. Rồi, mọi người thấy không? Khi mà vừa quét xong ấy là chúng ta sẽ lạc vào bên trong căn hộ này và mình có thể đi đến lang thang đến khắp mọi nơi trong căn hộ này, xem trước cái thiết kế của nó. Đây, phòng khách này, giống thật chưa? Đấy, thậm chí có cả PlayStation. Vẽ cả PlayStation đây thì ở đây cũng có nhá. Xịn thật đấy. Rồi, sàn nâng Kamachi này. Đấy, cái tủ đồ khô lúc nãy anh thấy này. Đấy. Đấy, nhưng mà phải nói là khi mà chúng ta quan sát vào cái tủ đồ khô này,
Đấy, có thể zoom ra zoom vào này, thấy rõ cả cái đường vân của gỗ luôn nhá. Bếp này, thế xong ở đây là bàn ăn này. Đấy, đây chính xác là những cái gì mà lúc nãy anh thấy ở trong cái kính Apple Vision Pro ấy. Tức là mình có thể xem cái công trình của mình 360 độ, có thể xem được từng ngóc ngách này, zoom in, zoom out zoom này, vào. Xem cụ thể các chất liệu này, xem từng không gian, ví dụ như là phòng khách này, sảnh này, sàn nâng Kamachi hay là các phòng ngủ này, rất là tiện lợi. Có một cái lợi hại nữa là mình có thể copy cái mã QR code này và mình gửi cho các thành viên khác trong gia đình của mình để cùng ngắm nghía cái ngôi nhà tương lai. Đấy, hay không? Thay vì là việc em phải gửi cả cái bộ hồ sơ thiết kế bao gồm toán ảnh 3D như ngày xưa để cho thành viên trong gia đình mình xem, đúng không? Cho bạn bè mình xem rất là khó hình dung. Thì bây giờ chỉ cần gửi mỗi cái QR code này thôi là đấy, mời mọi người xem trước nhà của mình đi, xem là có tư vấn, xem là có gọi là góp ý gì không. Hay nhỉ. Nhưng mà khi nãy mà mình đeo cái kính Apple Vision Pro ấy thì nó còn lợi hại hơn ở cái QR code này, ở chỗ là mình có thể đi lại ở trong cái ngôi nhà đấy. Đấy. Đấy, thực tế là khi mà bây giờ ứng dụng công nghệ vào thiết kế nhà cửa thì phải nói là nó phục vụ rất là tuyệt vời, đúng không? Phục vụ các khách hàng. Đấy, tóm lại mà ai mà muốn trải nghiệm thì có thể liên hệ đến Rightmove Home để có thể được trực tiếp cảm nhận. Đúng rồi. Quay trở lại ngôi nhà ngày hôm nay thì đây là một căn hộ rộng 125m² và có chi phí hoàn thiện tính cả thiết bị điện, tất tần tật mọi thứ mọi người đang thấy ở trong cái căn hộ ngày hôm nay nó sẽ là khoảng 1,5 tỷ đồng. Đấy, và rõ ràng là so với những căn hộ hoàn thiện với mức giá hợp lý hơn của Rightmove Home trước đây thì căn này nó có nhiều cái yếu tố mà nó sang trọng hơn, đặc biệt hơn nhỉ. Ngay cả phần sảnh ở đây cũng vậy. Khánh Linh thấy sao? Khánh Linh thấy là phần sảnh được dành một cái phần diện tích rất là hợp lý này. Chúng ta sẽ có một cái sự bố trí giữa những cái hệ tủ để giày này và một cái hàng ghế để có thể ngồi đi giày, tích hợp với cả rất là nhiều những ngăn kéo. Ngăn kéo. Và điều hay là đó là phía bên dưới của những cái ghế này thì sẽ là những cái chỗ để có thể để những cái đôi giày mà chúng ta hay đi, ví dụ như là dép lê này hoặc là giày bệt này, và có cả đèn chạy ở bên dưới. Rất là quá là tinh tế nhỉ. Ở trong này cũng có một chi tiết nữa nói lên cái sự tinh tế của khu vực sảnh này, đó chính là cái cửa trượt này. Đấy, khi mà mình mở ra thì sẽ có một tấm gương để Khánh Linh soi, để mọi người chỉnh trang trước khi đi ra ngoài hoặc là lúc về nhà. Nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đến thì có thể khép nó lại như thế này. Đấy, nó cũng đảm bảo yếu tố phong thủy. Hay đấy, tinh tế nhỉ. Đấy, đây cũng là một chi tiết mà chúng ta có thể áp dụng vào nếu như mọi người cũng yêu thích phong cách Nhật ở trong ngôi nhà của mình. Đấy, ở ngay đây, ở ngay phần sảnh ra vào thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh chung dùng cho những không gian sinh hoạt chung ở bên ngoài. Và sau khi vào nhà thì cái không gian đầu tiên mà chúng ta tiếp cận đến đó chính là không gian bếp và phòng ăn được thiết kế liên thông với nhau luôn. Như mọi người thấy nhá, thì bếp ở đây cũng được thiết kế theo kiểu bếp kịch trần. Và với cái bếp này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tủ bếp để mà chứa đồ giúp cho không gian bếp này. Mọi người thấy không, lúc nào cũng gọn gàng này, ngăn nắp. Căn nhà này thì vẫn còn rất là mới, nhưng mà với cái số lượng tủ bếp này thì kể cả gia chủ có dọn về ở lâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ vẫn là gọn thôi. Chính xác. Ừ. Và Khánh Linh thấy là cái quy trình trong căn bếp này thì cũng được bố trí một cách rất là hợp lý này. Khi mà ngoài kia là tủ lạnh này, phía bên này thì sẽ là bồn rửa này, máy rửa bát này, rồi là những cái ví dụ như là lò nướng, lò vi sóng, bếp điện thì sẽ phía bên này. Và bên này thì sẽ là tủ để đồ khô cũng như là để lưu trữ những cái món đồ mà để giúp cho căn bếp của chúng ta luôn luôn được gọn gàng ngăn nắp. Bàn ăn cũng như là bàn đảo thì được bố trí phía bên này và được tích hợp với nhau, sẽ rất là thuận tiện trong cái việc mà chúng ta sử dụng bữa hay là sau khi mà chế biến thức ăn. Bên trên thì cũng có được bố trí hai đèn xinh xắn kiểu Nhật Bản. Và bật mí với Khánh Linh cũng như là mọi người thì gia chủ của căn hộ ngày hôm nay ấy là một cặp vợ chồng 9X, còn rất là trẻ. Và có mua cái căn hộ này, thiết kế phong cách này để nghỉ dưỡng. Và nó như kiểu là một cái căn second home ấy. Và hai vợ chồng thì cũng có con nhỏ, cho nên là rất chú trọng vào vấn đề là lựa chọn những cái vật liệu để mà bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình. Thì ở trong gian bếp này cũng có những cái yếu tố như vậy nhá. Nếu như mà mọi người quan sát kỹ hơn một chút vào cái tủ bếp ở đây thì mọi người sẽ thấy là toàn bộ cái phần tủ bếp này được Rightmove Home thi công rất là chỉn chu. Đấy, những cái mà đường keo PUR ở cái phần cạnh này này là nó rất là nhỏ luôn và gần như là chúng ta không nhìn thấy. Do vậy là nhìn cả một cái tấm gỗ công nghiệp này nhá, mặc dù nó là gỗ công nghiệp nhưng mà nó giống như là một cái miếng gỗ tự nhiên ấy mà chúng ta phạt từ một cái thân cây ra, nó rất là liền mạch. Chính xác. Và anh Duy có nhắc đến cái chuyện là yếu tố sức khỏe trong ngôi nhà của mình cũng như là đến cái vật liệu gỗ ấy, thì Khánh Linh cũng có nhớ ra có một cái tiêu chuẩn, đó chính là cái tiêu chuẩn E0 được áp dụng lên những cái vật liệu ví dụ như là gỗ công nghiệp. Nó nói lên được cái sự an toàn khi mà chúng ta xử lý cái vật liệu này để làm sao khi mà ngôi nhà của chúng ta cái nồng độ cái chất formaldehyde là một cái chất không tốt cho sức khỏe của con người cũng như là môi trường, nó sẽ về cái mức độ an toàn, và cụ thể ở đây là nó sẽ về mức 0.
cái tiêu chuẩn E0, E càng thấp thì sẽ càng an toàn và đây là E0. Nhưng mọi người cũng sẽ thấy là một cái tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của gia đình này, cũng như là an toàn cho môi trường. Và cái tiêu chuẩn này thì đang được áp dụng rất là phổ biến tại Nhật Bản này, Australia hay là New Zealand. Và tại những công trình của Rightmove Home tại Việt Nam thì cũng đã được áp dụng tiêu chuẩn E0 trong cái vật liệu này. Rồi, bằng chứng là mặc dù đây là một ngôi nhà có thể nói là mới tinh, nhưng mà khi anh em chúng tôi bước vào trong căn hộ ngày hôm nay ấy, thì hoàn toàn là không ngửi thấy cái mùi formaldehyde. Chính xác. Nó gây cay mắt, nó gây dị ứng mũi. Đấy, thì do vậy là rõ ràng là ngoài cái yếu tố chữa lành, cái khẩu hiệu chữa lành mà chúng ta thường hay đặt cho cái căn hộ, thì rõ ràng nó cũng phải có những cái yếu tố đáp ứng được về mặt sức khỏe thì nó đúng mới rồi. Xứng danh với cái cụm từ là chữa lành, đúng không? Đúng vậy. Chứ còn về nhà mà lại hít phải formaldehyde mà lại bảo là đi chữa lành thì nó không hợp lý lắm nhỉ? Và đó là phần cảm nhận ấy. Còn về phần nhìn thì Khánh Linh thấy là căn hộ của chúng ta có một cái tông màu rất là sáng, khác với cả những căn hộ khác của Rightmove Home mà Linh và anh Duy đã từng được trải nghiệm này. Tông màu sáng này cùng với đó là từng cái đường nét tròn tròn này, mềm mại này, nhẹ nhàng, rất là hợp với cả tiêu chí nghỉ dưỡng trong một căn second home. Đúng như rồi. Cái bàn ăn mọi người đang thấy, bàn ăn kiểu hình rất là điệu đà, không biết là giống hình gì nhỉ? Giống hình hạt lạc à? Giống hình củ lạc. Giống hình củ lạc đúng không? Lạc luộc uống bia. Lạc luộc. Cũng bởi vì là nhà có trẻ nhỏ, thế cho nên là hai vợ chồng cũng như là Rightmove Home thì rất là ưu tiên cái việc là thiết bị nội thất hay là những cái đường nét mà nó vuông thành sắc cạnh ở trong nhà này ấy, nó sẽ được bo tròn lại để đúng đảm rồi. Bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình. Đấy, đúng với yếu tố là chữa lành. Rồi, di chuyển vào trong này nhá, chúng ta sẽ lại tiếp tục bắt gặp một không gian mà thôi, chắc là không cần phải giới thiệu quá kỹ mọi người nữa. Đây chính là không gian sàn nâng đa năng Kamachi, một đặc sản của Rightmove Home. Đấy, sàn nâng này thì bao giờ cũng sẽ cao hơn một chút, và khi mà chúng ta bước lên đây thì đây chính là cái không gian phòng khách có cái tầm nhìn rất thoáng. Bình thường nó đã thoáng rồi, ở ngoài view rất đẹp nhá, thì với cái không gian sàn nâng này nó còn thoáng hơn nữa. Và ở trong cái không gian sàn nâng này thì nó có một cái yếu tố đa năng, nó thể hiện ở cái chỗ mà bàn trà đây này. Mọi người biết tại sao không? Bởi vì nhá, nó sẽ được điều khiển thò lên hoặc là thụt xuống thông qua một cái điều khiển rất là nhỏ nhắn xinh xắn ở đây. Đấy, khi mà chúng ta không dùng đến thì có thể hạ cái bàn trà này xuống, và cả cái không gian đa năng này nó trở thành một cái mặt phẳng để nếu như mà nhà có khách đến lưu trú lại qua đêm mà thiếu phòng ngủ thì đây có thể biến thành một cái phòng ngủ rất là hay. Còn trong trường hợp mà ngồi uống trà thì khỏi phải nói rồi, nâng nó lên nhỉ, là đúng chúng rồi. Ta sẽ có một không gian rất là hay để ngồi đây đàm đạo. Hoặc là người Việt mình đôi khi là thích ăn uống kiểu trải chiếu ra ngồi ấy, sẽ quây quần sẽ rất là vui. Chuẩn luôn. Nhiều khi mọi người, tại vì là mình cũng làm nhà ép cũng lâu rồi và cũng có review những công trình của Rightmove Home cũng không phải là ít. Nên mình cứ nghĩ là cái sàn nâng Kamachi nó là một cái gì đấy cũng bình thường thôi, nhưng mà không hề bình thường nha. Đối với Khánh Linh thì đây sẽ là một cái giải pháp để phân chia không gian vừa mềm mại mà lại còn vừa thông minh. Chứ anh tưởng tượng mà xem một căn nhà với một cái diện tích như thế này mà bây giờ làm vách ngăn đi thì coi như là vừa chật vừa bí đúng không? Đúng rồi. Làm cái sàn nâng này nó thế vừa mềm mại hợp lý đấy. Mới gọi đây là không gian đa năng. Ngoài ra ở xung quanh cái không gian này thì nó rất là nhiều cái hộc tủ để chứa đồ, mình chỉ cần mở lên thôi là có rất nhiều hộc tủ. Mình tận dụng được tối ưu cái không gian ở đây. À, ngồi đây thì anh vừa mới nảy ra một cái ý tưởng là nếu như mà không dùng đây làm một cái gọi là nơi để nghỉ ngơi ấy, thì mình có thể gập cái bàn trà này xuống trải chiếu ngồi ăn lẩu đây, xong mở cửa ra không khác gì ở quê luôn. Ngoài là view cây xanh mà view cả một cái sân gốc phía dưới nhá. Quê xịn thế. Thổi vào đây, quê xịn thế. Quê này là quê kiểu gọi là quá là xịn luôn đúng không? Đúng rồi. Còn về phần thiết kế của không gian phòng sinh hoạt chung này thì mọi người Khánh Linh nghĩ là có thể tham khảo cái thiết kế này. Phong cách Nhật cũng sẽ rất là phù hợp khi mà chúng ta kết hợp giữa vật liệu gỗ này và cái chất liệu như là da hay là cái chất liệu vải như thế này. Và nếu như mà mình ngồi uống trà, có thể ngồi ở bàn trà này nhá. Còn nếu như mà ngồi xem TV hoặc là ông bà, bố mẹ, người cao tuổi mà hay bị mỏi lưng không thể ngồi bệt được thì đấy, đã có một bộ sofa ở chỗ Khánh Linh ngồi. Tức là gì? Nó cho thấy cái sự chu đáo cũng như là một cái sự tính toán rất là hài hòa của đơn vị thiết kế cũng như là gia chủ. Ở phía sau lưng Khánh Linh thì nó là cả một cái bộ sưu tập những cái con gọi là mô hình figure Weibo. Đấy, cái bộ này thì có những cái bộ rất là giá trị, lên đến khoảng 3-40 triệu một cái bộ mô hình này là bình thường. Thế á? Nó cũng là một thú chơi đấy em ạ. Mọi người có ai mà fan Weibo hay là fan của những cái mô hình One thì Piece này thì hay là comment ở phía dưới xem là chúng tôi biết nhá. À đây, anh Duy này, cái này là dành cho anh. Đây, lâu lắm rồi ở trong hang bây giờ mới nhìn thấy câu lạc bộ với cả sân vận động tôi yêu đây. Nhớ anh. Đây, lúc nãy anh có nói là nếu như mà ngồi ăn lẩu ở trong cái không gian này nhá, ăn cỗ ở không gian này mà mở cửa ra tại sao lại giống ở quê. Đây, mọi người thấy không? View thì khỏi phải nói rồi. View xuống cánh rừng ở phía dưới này. Đẹp thế. Đấy, thì xong rồi phía bên ngoài này là chúng ta có một cái tiểu cảnh được gia chủ rất là yêu thích. Đấy, tiểu cảnh mang đậm phong cách Nhật luôn. Hay không? Đèn đá kiểu Nhật luôn kìa. Ừ.
Mọi thứ nó đều mang lại cho chúng ta cái cảm giác đúng như kiểu đang ở Nhật đấy. Rồi phía bên này nhá, mọi người sẽ thấy là cái góc giải trí của gia chủ. Và góc này thì thiết kế theo thiết kế gần như là 100%. Lúc nãy ở trong cái kính VR mình có thấy cái bộ máy lọc không khí của Sony này thì ở đây nó cũng xuất hiện luôn. Không khác gì 3D cả. Đấy. Trong cái VR cũng có cái này á? Có. Làm kỹ nhở? Có luôn. Đấy, bên Rainbow Home người ta vẽ cả cái này vào thì ở đây cũng có luôn. Theo sát thực tế, thậm chí từng cái chậu cây này hay là cái đèn ở kia, cái loa này hay TV này là gần như là giống thiết kế luôn, theo sát thiết kế. Còn ở không gian này chính là cái giao thông ở trong căn hộ ngày hôm nay. Phải nói là căn hộ này nhá, anh rất thích cái layout của nó. Bởi vì là ngoài những cái không gian thiết yếu như là bếp này, đảo bếp, bàn ăn hay là Kamachi kết hợp với phòng khách ở phía kia nhá, thì cái lối đi lại cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Nhưng không có nghĩa là nó chiếm diện tích của các phòng khác, mà đây là cái sự thuận lợi khi mà chúng ta có thể di chuyển ở trong không gian này. Và ở cái không gian này nhá, thì gia chủ cũng như là Rainbow Home có tranh thủ để trang trí một số những cái bức tranh. Đây là cá koi ấy, mang đậm phong cách Nhật này, có đèn LED ở phía sau, rất là đẹp. Ở đây có một chậu bonsai nữa. Đó, mọi người thấy không? Rồi ở góc bên này là những cái chi tiết trang trí cũng đều rất là đặc trưng phong cách Nhật. Chỗ này cũng vậy. Ở đây nếu như mà để một cái mảng tường trống như thế này thì nó sẽ khá là buồn tẻ. Nhưng mà gia chủ quyết định treo một bức tranh hoa anh đào này, xong rồi dãy núi Phù Sĩ. Đấy, đậm phong cách Nhật luôn. Phía bên này là một cái lô gia phụ căn hộ ngày hôm nay, nơi có sự xuất hiện của máy giặt, máy sấy cũng như là giàn phơi. Và lại một lần nữa phải nhắc đến là ở ngoài lô gia này cũng có rất nhiều tủ để gia chủ có thể để bột giặt này, có thể để móc treo quần áo này, có thể cất những cái đồ ít dùng, máy hút bụi vân vân ở phía bên ngoài để cho nó gọn. Ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng làm việc. Xem phòng làm việc trước. Ui, đây mà là phòng làm việc à? Nói là phòng làm việc thôi, thực ra đây là một cái không gian cũng đa năng. Chỗ này trẻ nhỏ có thể ngồi đây học bài này, có bàn học, có ghế công thái học. Đấy, và cái không gian mọi người đang chú ý chắc chắn không phải là cái không gian bàn học này rồi. Mặc dù nó rất là đẹp, rất là chuẩn, nhưng mà cái không gian xung quanh này mới là cái điểm ăn tiền ở trong phòng ngày hôm nay nhá. Xịn thế. Thực ra là điểm cũng khá là tốn kém đấy. Thật. Nhưng mọi người thấy là ví dụ như cái bộ này chẳng hạn, mô hình này nhá, nó có cái giá trên 40 triệu. Trên 40 triệu một chiếc iPhone đặt ở đây. Và thực tế ra thì nó là có cái ý nghĩa tinh thần là chính. Gia chủ phải cực kỳ yêu thích những cái gọi là nhân vật này thì mới mua về để vào đây. Mọi người theo dõi chương trình ngày hôm nay, mọi người thích cái mô hình nào có thể comment ở phía dưới được không? Còn cá nhân mình thì đây chính là cái mô hình mà mình thích nhất này, Sonoku hay còn gọi là Kakarot này. Mô hình nhờ Sasuke này. Sasuke đẹp nhờ, đẹp luôn. Khánh Linh thì thích đây World Angel Valkyrie đẹp. Mà đây nó chỉ là một cái bộ sưu tập nhỏ của gia chủ để ở cái căn hộ nghỉ dưỡng này thôi, còn rất rất nhiều nữa. Nếu mọi người mà muốn chúng tôi giới thiệu thêm thì nhớ đăng ký kênh Nhà Ép. Biết đâu sau này chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho mọi người những cái mô hình này. Biết đâu rồi à? Chắc chắn chứ. Ừ, nếu mà đăng ký thì chắc chắn. Đúng rồi. Nhá. Và quay trở lại cái không gian này thì vừa giới thiệu đây là một cái không gian đa năng, phòng học, phòng làm việc, phòng trưng bày. Nhưng nếu mà trong trường hợp bất đắc dĩ thì chúng ta có thể kê đệm và biến nó thành một cái phòng ngủ nữa. Nhân nói về các phòng ngủ ở trong căn hộ ngày hôm nay thì căn hộ này sẽ có hai phòng ngủ mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan luôn. Xin mời. Và phòng ngủ đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm ở trong căn hộ này chính là phòng ngủ phụ. Mà như mọi người thấy thì phòng ngủ phụ này có thiết kế khá hay. Cái sàn nâng Kamachi ở đây được cải tiến một chút, giúp cho chúng ta có một cái hiệu ứng như kiểu là sàn này đang lơ lửng ở trên không ấy. Đúng vậy. Đấy, lơ lửng nhá, và ở dưới có một cái dải đèn LED chạy nữa. Đấy, buổi tối thì sẽ rất là đẹp. Và ở trong cái không gian sàn nâng Kamachi này thì có rất nhiều cái không gian. Ví dụ như đây là tủ trưng bày này, rất nhiều những cái món đồ trưng bày phải nói là gắn liền với tuổi thơ nhá. Lâu đài Disney này. Xong rồi ở trên này chúng ta có những cái bức tranh One Piece này, rồi Tom Jerry này, người máy robot thì Headman à. Đúng rồi. Khánh Linh đang gọi là đắm đuối trong cái bộ mô hình của Harry Potter, bởi vì như mọi người đang thấy đây là kính này, rồi là con cú Hedwig này, lá thư này, chữ ký của Professor McGonagall này. Nói chung là tuổi thơ ùa về, thích quá. Đừng ngắm nghía những cái bộ xúc động này, quá. Cũng cảm thấy thích nhỉ. Công nhận tuổi thơ của bao nhiêu người mà. Đấy, và bên dưới thì sẽ là những cái hệ tủ để có thể cất trữ được rất là nhiều đồ. Bên này thì thay vì giường chúng ta sẽ có một tấm đệm trải ra để nằm thôi. Nhưng vẫn có đầu giường nhá. Đầu giường hay để, chưa? Để tựa và để đọc sách đấy. Và nằm ngay kế bên đệm ngủ ở đây chúng ta sẽ có hệ tủ quần áo. Và hệ tủ này thì được thiết kế theo kiểu cánh trượt Soji.
bên trong có hai chú gấu. Úi, xin lỗi đã làm phiền. Và đây là hệ cửa trượt Soji, nhưng mà thay vì là vách giấy washi thì đây sẽ là bề mặt chất liệu melamine, sẽ phù hợp hơn để làm tủ. Đúng rồi, nó sẽ bền hơn. Đấy, nó sẽ tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà chúng ta biến tấu những cái vật liệu ở trong nội thất nhỉ. Vẫn còn một phòng ngủ master nữa đang chờ đón chúng mình. Đi thôi. Phòng ngủ master như mọi người thấy thì có cái thiết kế cũng tương tự như là phòng ngủ phụ mà chúng ta vừa trải nghiệm. Tất nhiên rồi, đây là một căn nghỉ dưỡng cho nên là gia chủ sẽ không phải là có quá nhiều cái nhu cầu lưu trữ quần áo ở đây. Do vậy thì tủ chỉ cần như thế này là đủ rồi. Phía bên trong này sẽ là cái không gian sàn nâng và có một tấm đệm, cái kết cấu giống như phòng ngủ bên kia. Đúng rồi. Chỗ này có đệm tựa lưng này, bên trên có một cái bức tranh trang trí. Đây là giấy dán tường nha. Giấy dán tường nhưng mà chủ đề hoa anh đào, nhìn rất là đẹp. Và cả hai phòng ngủ thì sẽ đều có ô cửa kính rất lớn. Đúng để rồi. Có thể đảm bảo là có rất là nhiều không khí cũng như là ánh sáng tự nhiên trong phòng. Không chỉ là hai phòng ngủ Khánh Linh ạ, mà tất cả các cái căn phòng ở trong nhà này thì hầu như là đều có những cái diện tường là những ô cửa kính lớn để tiếp xúc với cả ánh sáng cũng như không khí tự nhiên ở bên ngoài vào. Và chắc hẳn là mọi người không còn xa lạ gì nữa với đặc sản của những tòa landmark tại khu Swan Lake Onsen Eco Park. Còn nếu như mọi người chưa biết thì đây chính là phòng tắm này với view kính vòm cực kỳ đẹp mắt, có thể phóng tầm mắt ra phía cánh rừng xa xa đằng kia, dòng sông phía bên dưới. Và đặc biệt là bồn tắm này có thể được dẫn khoáng nóng trực tiếp lên tận căn hộ này. Chúng ta sẽ có những cái tiện nghi và công năng thì hết sức đầy đủ, ví dụ như là vách tắm đứng này, bên này là phòng sông này, rồi là bồn rửa, toilet, mọi thứ đều rất là đầy đủ và được thiết kế rất là hợp lý nữa. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm tiếp tục một căn hộ nữa của Rightmove Home. Căn này thì được thiết kế và hoàn thiện với cái mức chi nhiều hơn, mức đầu tư nhiều hơn này, ở phân khúc cao hơn những căn hộ trước đây mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm của Rightmove Home. Vậy thì Khánh Linh, em thấy sao với căn hộ ngày hôm nay? Khánh Linh thấy là căn hộ ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một món ngon dành cho những ai đang tìm kiếm những phương án, những cái hình thức thiết kế, những cái loại hình thiết kế căn hộ của mình theo kiểu Nhật, và cũng một phần nào đấy đáp ứng câu hỏi là liệu Rightmove Home có thể thiết kế những căn hộ với cái phân khúc cao hơn như thế này được không? Thì mọi người sẽ có những cái lựa chọn rất là đa dạng, đúng không? Rồi. Chúng ta có những căn hộ với mức chi vừa phải này, cũng có những căn hộ mà nó cao cấp hơn để mọi người có thể là thỏa mãn những cái mà nhu cầu. Chính xác. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị chủ nhà đã tạo điều kiện để cho Nhé tới đây tham quan, review và trải nghiệm cái công trình vừa mới được hoàn thiện của gia đình mình. Và cảm ơn Rightmove Home ngày hôm nay cũng đã mang đến cho các khán giả đang theo dõi chương trình Nhé một căn hộ rất là hay, phong cách Nhật để chúng ta có thể tham khảo. Đấy, và cảm ơn quý vị các bạn ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và nếu như mọi người mà có những căn hộ đẹp hay có những công trình đẹp mà muốn chúng tôi tới thăm thì hãy liên hệ trực tiếp tới Nhé nhá. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye. Cứ quay đi cho mọi người thấy là đi làm nắng như nào. Tức là mình có thể xem cái ngôi bạn. Một hai xịn thế. Mà lát rồi em ơi.